bây giờ thì tụi em mình sẽ đi cái cáp treo đi lên đỉnh anh chị, lên đỉnh núi luôn. Giá vé cáp treo đây là 300.000 ha. 300. Đó là tuần thì mình cho đó 2 ngày chứ. Ở bên cái hướng ở bên lên núi, lên hướng mà ở bên lên núi Bà là lên chùa là khác ha. Còn cái vé mà lên đỉnh núi đây là khác nữa. Rồi mình đi đường này luôn. Dạ. Bên đây là cái cáp treo màu đỏ, bên kia nãy màu vàng. À, hướng bên đây thì có thể có lẽ là nó hơi vắng hơn. Vắng hơn chứ. Bên đây là cái màu đỏ. Trời. Trời, bước tới, bước tới. Bây giờ qua anh đây là cái hồi nãy đi cái màu vàng, giờ qua đây đi cái màu đỏ. Dạ. Cái vắng vẻ thì khỏe nè. Ở bên đây chắc có thể vắng hơn hướng mình lên chùa á chị. Tại vì nhiều khi người ta đi chùa nhiều hơn. Còn đây là mình đi chỉ đi tham quan. Với vé rồi này mắc hơn với bên kia, do vậy người ta cũng thành tiền. Dạ. Ủa nãy bên kia 250. À 250, còn đây 300.000. Nhưng mà lỡ lên tới rồi. Ngại đi cho biết luôn. Đây là cái buồn ở đây là nó màu đỏ. Nãy phía bên kia là mình lên núi là nó màu vàng ha. Nghe nói đây là nó rất là cao, cao hơn nhiều anh chị, lên tới đỉnh núi luôn. Cái này khác nữa nè, màu đỏ vậy chị con. Khác cái này. Hay mở điện thoại. Vé mày bỏ đâu rồi? Đây nè. cho có cho nó mát nạp năng lượng vô rồi đi tiếp hả. Đây là lên tới đỉnh luôn. Cái bồn cái phòng này giống như cái phòng bên kia thôi. Dạ cũng giống nhưng mà khác màu thôi Bác Tư. Hồi nãy mình nhìn xa xa thì mình thấy nó nhỏ hơn ha Bác Tư ha. Tại hồi nãy mình nhìn cái bề ngang, còn này là cái này có bề rộng nè. Vậy đưa cái áo này mày bỏ vô cho nó gọn, cái vỏ gì lát mình xách cái vỏ này dễ hơn đi. Bên kia là hướng lên núi là cái buồng nó màu vàng ha. Lên chùa Bà. Lên chùa Bà chứ. Lên tới khúc này bắt đầu là mình thấy tượng Phật ở trên cao rồi nè anh chị. Đây là rất là cao, lên tới đỉnh luôn rồi ha. Ở cáp treo này mình đi là mất khoảng 8 phút. Xa hơn ở bên chùa. Vậy mà ở trên người ta vẫn xây dựng được những cái công trình nó rất là hay. Xa. Đây từ ở trong cái buồng cáp treo mình nhìn hẳn ra ngoài thấy rất là đẹp, giống như cắt ruộng. Xin chào, ladies and gentlemen. Đây là cao. Lên tới này mát, dễ sợ luôn.
đi đi là cái này hả con? Dạ. Đi trước dịch. Ừ, đi trước dịch hả? Rồi con đi trước dịch thì giờ con đi con thấy có gì thay đổi không? Cũng vậy hả? Tức là nó chưa có gì xây dựng thêm phải không? Đây bên đây mấy cái tiểu cảnh này mà mát. Mát hả bác Tư? Ờ, mát. Trước tiên thì cũng là những cái cầu thang cuốn á, để mình đi lên cho nó khỏe anh chị. Trong ở trong ga thì có giày thì mình đi nó cũng tiện lợi. À giờ vô qua đây là tới đi bộ, qua đây là phải đi bộ rồi đó. Bộ ra hả? Dạ, không có, mình đi bộ tham quan bác Tư. Bên đây thì giống như là một cái điểm để mình đi tham quan anh chị. Còn bên chùa thì mình đi giếng chùa. Ồ, rất là nắng. Trên đây đúng rồi. Mà nắng không đây là uống. Uống hả? Đẹp hả chị? À. Bây giờ là bắt đầu là đi gian nắng nha chị. Dạ. Gian nắng một xíu. Dạ. À, chị, bắt đầu nén cho em lên cho rõ. Dạ. Đây là tượng Phật Tây Bồ Đà Sơn. À, rất là cao anh chị ha. Đây là trên đỉnh, đây là cao nhất ở núi Bà Đen. Đó. Đây là bên kia, là chắc bên kia là con đường đi lên á. Qua bên kia đi bộ thấy còn xa lắm em. Qua tú bên kia kìa ha. Nè em, dẹp tỉ nè. Lấy Phật á. Đi tháo khẩu trang đi. Quên. Ở đây bây giờ là mình phải leo lên tuốt lên trên luôn á chị. Đây công trình còn đang xây dựng thêm nè anh chị ha. Lên đây thì rất là nắng. Nhưng mà mình đã lên tới núi Bà Đen, thôi kệ, cũng ráng đi lên trên đây để mình tham quan ha. Rất là rộng. Hình như là trên đây thì chủ yếu là có công trình tượng Phật Bà Quan Âm đây thôi, tượng Phật Bà đây thôi. Đây thì chủ yếu là lên đây mình cũng tham quan ở trên tượng Phật. Cầu thang đi lên rất là cao nha anh chị. À, công trình ở đây thì mình vẫn còn làm dài nha anh chị, nên là có thể là 1-2 năm nữa mình đi đến đây bắt đầu nó sẽ khác rồi. Đây thì mình cố gắng mình đi lên tới trên thì để mình cũng chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp của tượng Phật và ở đỉnh núi trên cao vậy nè anh chị ha. Nắng chang chang.
À, bây giờ thì hai vợ chồng tụi em mình cũng sẽ đi tham quan lên phía trên. Thì sẵn thì cũng ghi hình một tí ở trên đỉnh núi Bà Đen. Để anh chị mình xem như thế nào ha. À, ở đây mỗi tầng là có một vị. Vị này như vị Bồ Tát em hả? À, ở đây vậy là có cái phun nước. À. Đúng rồi. À. Lên mỗi tầng là một vị. À, nhìn mây bay rất là đẹp ha. Đây nếu mà buổi sáng mình lên là có sương mù luôn á. Là... nắng quá rồi. Hồi nãy á, lúc mà mình lên đầu tiên ở dưới chùa Bàn sáng á ha, thấy có sương mù tại lúc đó là nắng không có lên. Ừ. Giờ giống như là trời hơi chuyển mưa. Ừ. Giờ tan rồi, sương mù tan, mây bay rồi. Mấy đứa nhỏ đi khỏe ghê cậu nè. Chạy đi mày. Có những người ta cũng núp nắng ở trong. Quá tại quá nắng đi. À. Đi dữ luôn nè. Giỏi quá trời luôn. Lên tầng nữa. Lên tầng nữa là mình đi. Chắc chui vô trong quá. Chắc chui vô trong nữa. Ừ. Đẹp quá à. Nhưng mà tiếc cái nắng quá. Giờ này bây giờ này 2 giờ rồi. 1 giờ rưỡi rồi. Nắng khủng khiếp luôn. À, toàn là người ta núp nắng trong này nè. Nam mô A Di Đà Phật. À, phòng trưng bày. Không, cái này là dạng như là xếp hàng vô tham quan. Đó là điểm tham quan. Đây thì cũng xung quanh thì người ta cũng làm các cái tiểu cảnh á, hoặc là có những cái miếu nhỏ nè. Hồi nãy em thấy ở trong cái tờ giấy đó có để cái Phật Như Lạc hay gì á, không? Không, không có đâu. Không phải hả? Không. Khác rồi. Ở này coi. Nhưng mà đi á thì cũng rất là nắng giờ. Không, bây giờ ông trời mù mù nữa rồi. Ừ. Ở trong đây có cái hang núi giống như những cái chùa hang. Đi đường mình đâu. Hả? Ủa, mình đâu có qua đó được. Gì? Mình mới qua được rồi. Đi đường nào? Bây giờ mình thấy đi vòng qua rồi. Miếu Sơn Thần. À, đường đây thì đi cũng hơi khó. À, đây qua đây em, qua đây em. Qua đây xem thử coi. Này là mình đang ở dưới chân của Phật. Khu vực đang báo trì. Chui vô đây là mát, còn nãy đi ở ngoài thì nắng.
Vậy là mình phải đi vòng bên kia, là mình phải đi xuống cái cầu thang hồi nãy mình đi lên, có cái đường tẻ đi qua. Đây là không có cho đi qua gì á, chỉ có đi vô trong tham quan thôi. Có muốn cho tham quan cho biết không? Thôi thì ở ngoài, thì ở trong thì để trong những dịp sau đi. Mình đi một vòng cũng rất là xa. Không có, cũng như là chưa tới giờ ấy mấy ơi. À phải mang cái gì dưới chân kìa. Giống như là mình bịt cái đôi giày mình lại cho đừng có dơ á. Rốt đầu mới vô được tham quan. Em ở đây em. Khu trưng bày nghệ thuật thuật giáo. Trên đây thì chủ yếu là mình cũng lên tham quan cho biết cái công trình ở trên cái đỉnh núi Bà Đen. Ở đây anh chị ha. Chứ mà còn giờ này thì đi nó cũng rất là nắng. Nhưng mà không lớn nổi nắng lắm. Ừ. Đây thì cũng có những cái con đường để mình đi bộ lên đây anh chị. Nhưng mà đi lên rất là cao, nên là mình đi cáp thì dầu gì nó cũng đỡ hơn. Đi cáp thì nó khỏe. Chứ đi bộ giờ này đi rất là nắng. Công trình người ta vẫn còn đang làm hoài hoài vậy ha. Như núi Bà Đen đây thì mình cũng có thể vừa đi viếng chùa, mình cũng định để đi tham quan luôn anh chị ha. À, các bạn ở dưới đi bộ lên quá trời xa luôn kìa. À, mình lên lên cao. Em thấy nhìn thấy sông, thấy làm như là thấy luôn. Ừ. Chắc sông Đồng Nai ấy. Sông gì cũng không biết luôn nữa. Mà cao quá trời luôn ha. Tại vì núi Bà Đen đây là cao nhất ở đây rồi, cao nhất ở cái hướng này rồi. Vừa có sông vừa có núi đó, thấy không? Núi như là đồng bằng á. Ừ. Hình như đi lên cầu thang là còn nếu mà đi mé bên kia là phải mé bên kia ngay ở đây không cho đi qua. Ngay chỗ hồi nãy mà mình đi nếu mà mình không lội leo lên đây là mình đi đường bên kia ngay chỗ quán nước đâu á. Nếu mình lên đây buổi sáng chiều thì rất là mát mẻ anh chị. Ừ.